Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển tiền ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam. Thì khi chúng ta đi xuất khẩu lao động hoặc chúng ta đi du học, các bạn có một cái khoản tiền và lúc này chúng ta có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều cách để thực hiện. Thứ nhất, các bạn có thể đổi trực tiếp với người có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang đất nước mà bang, bạn đang sinh sống. Thì bạn có thể à, gặp mặt họ để các bạn giao dịch trực tiếp, họ có nhu cầu chuyển qua mình có nhu cầu chuyển về thì các bạn sẽ làm việc trực tiếp với nhau thì chuyển như thế này thì các bạn sẽ được một cái tỷ giá rất là tốt và các bạn sẽ không mất phí. Tuy nhiên cái cái vấn đề lớn đó là cái sự an toàn. Sự an toàn là khi các bạn không gặp mặt trực tiếp được, các bạn không làm việc giao dịch trực tiếp được mà các bạn chat qua Facebook, các bạn chat qua Messenger hoặc là những ứng dụng nào đó, các bạn chuyển cho người ta xong rồi thì người ta có thể uh không chuyển ngược lại cho bạn, nó xảy ra một cái vấn đề là nó, nó nó không an toàn đấy, thì đó là cái cách đầu tiên. Nó có cái mặt ưu điểm là chúng ta được cái tỷ giá tốt, nhưng cũng có cái tình huống là nó nó sẽ không an toàn. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ thống chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Thì trước đây thì chúng ta có những cái hệ thống như là MoneyGram hoặc là Western Union. Những cái hệ thống này rất là nổi tiếng và nó sử dụng cũng rất là dễ. Tuy nhiên cái chi phí để chuyển tiền từ Western Union hoặc là MoneyGram thì nó sẽ rất là nhiều. Nó chặt phí chúng ta rất là cao và tỷ giá thì nó cũng không được gọi là tốt nữa. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái phần mềm À, hiện nay rất nhiều người đang ưa thích và sử dụng đó là TransferWise. Các bạn có thể click vào phần mô tả của cái video mình có để cái đường link để các bạn truy cập vào các bạn cài đặt được cái ứng dụng này và các bạn sử dụng hoặc các bạn có thể à, vào trong cái App Play trên điện thoại Android hoặc là App Store trên điện thoại iPhone. À, chúng ta sẽ vào đó và chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cái ứng dụng ví dụ ở đây là mình đang sử dụng là cái máy tính bảng Android thì mình sẽ vào CH Play và mình sẽ đánh cái chữ là transfer transfer wise đây các bạn thấy không ạ thì mình sẽ tìm kiếm cái từ khóa này và các bạn sẽ thấy một cái ứng dụng hiện ra đó là transfer wise chúng ta sẽ click vào nút cài đặt à, ứng dụng này thì tầm khoảng 20 megabyte rất là nhẹ và thời gian cài đặt của nó cũng khá là nhanh à, các bạn có thể xem lại cái đường link nhé, mình đã để ở trên cái à, cái phần mô tả của video các bạn click vào đó là các bạn có thể vào được trong cái trong cái ứng dụng này để các bạn cài đặt các bạn có thể sử dụng máy tính, sử dụng laptop à, và sử dụng nhiều cái thiết bị khác nhau để, để, để sử dụng cái phần mềm này Đấy mình đã cài sắp xong Trong thời gian cài thì các bạn nhớ cho mình một like nhé. Và nếu có câu hỏi gì thì các bạn đừng có ngần ngại, các bạn hãy comment phía bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để trả lời cho câu hỏi của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nữa. Ok, bây giờ sau khi mà các bạn cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm này ra. Và khi mở ra thì chúng ta sẽ có một số cái thao tác. Ví dụ như là đăng ký một cái tài khoản mới trên cái hệ thống TransferWise thì những cái bước này nó cũng không có gì khó hết các bạn cứ làm theo cái mô tả của mình bên dưới này các bạn sẽ làm được thôi bây giờ mình sẽ vào mở nhé rồi khi các bạn mở cái phần mềm transferwise lên thì nó sẽ có cái hình lá cờ như thế này và nó có ba cái nút là chúng ta connect với tài khoản google thứ hai chúng ta login và chúng ta thứ ba là chúng ta sign up mình nếu mà các bạn vào sign up á thì các bạn sẽ cần phải điền à, thông tin là các bạn đang sử dụng cái tài khoản này để dành cho mục đích chuyển tiền cá nhân hoặc là doanh nghiệp thứ hai là địa chỉ email của các bạn thứ ba là mật khẩu và thứ tư đó là quốc gia mà các bạn đang là công dân đó ở quốc tịch đó thì chúng ta nhấn register là chúng ta sẽ có được cái tài khoản thôi vì mình đã đăng đăng ký rồi nên mình sẽ không làm lại cái thao tác này các bạn cứ điền đầy đủ các thông tin vào đây nhé cách thứ hai dễ hơn đó là các bạn đã có một cái tài khoản google ví dụ như là gmail hoặc là youtube hay gì đó cũng được thì các bạn nhấn vào connect với google và chúng ta sẽ chọn cái tài khoản mà các bạn đã có để chúng ta đăng nhập và các bạn sau khi connect với google và setup thì các bạn sẽ có một cái username và mật khẩu thì chúng ta có thể sử dụng cái nút login trong ba cách này thì cách đơn giản nhất đó là kết nối với tài khoản google bây giờ mình sẽ kết nối với tài khoản google nhé vì hầu hết chúng ta đều có tài khoản email của google Thì khi kết nối ở đây thì nó sẽ hiển thị ra những cái địa chỉ email Các bạn hãy chọn cái địa chỉ email nào mà các bạn đã dùng để đăng ký với TransferWise Nếu các bạn lần đầu tiên kích hoạt kết nối thì nó sẽ có cái thông báo là Bạn sẽ cần phải nhập username mật khẩu này nọ kia một chút thôi Nó cũng rất là đơn giản Rồi đây là cái giao diện chính sau khi chúng ta đăng nhập vào cái phần mềm TransferWise này Các bạn có thấy không ạ? nó sẽ có một số cái nút phía bên dưới màn hình đó là nút Home nè nút account nút account thì nó sẽ hiển thị mô tả lại cái thông tin tài khoản của các bạn ví dụ như là uh, nhà băng mà các bạn đang sử dụng nè rồi cái thẻ mà các bạn đang uh, sử dụng để chuyển tiền vân vân rất là nhiều thứ nha rồi cái menu ở giữa màu xanh lá cây đó là cái nút để chuyển tiền thì nếu như các bạn muốn làm cái thao tác chuyển tiền thì chúng ta sẽ click vào đó nhé Bây giờ mình sẽ thoát ra để mình uh, giới thiệu cho hết cho hết cái phần cái phần uh, trang chủ. Trong cái trang chủ các bạn sẽ thấy ở phía bên dưới cái menu nó có một cái mục nó là recipients là những cái tài khoản mà các bạn muốn chuyển tiền về Việt Nam thì các bạn có thể khai báo, các bạn có thể khai báo một cái tài khoản mới vào đây để chúng ta chuyển tiền về và các bạn có thể mời bạn bè của mình để các bạn sẽ được những cái ưu đại của cái phần mềm Transferwise này. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào cái phần chính đó là cái phần chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Các bạn cứ click vào cái nút màu xanh lá cây ở giữa, màu xanh lá cây ở giữa, à, cái nút có cái mũi tên đấy, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái việc chuyển tiền từ từ nước ngoài về Việt Nam. Bây giờ ở đây các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ có hai cái loại tiền, cái dòng phía bên trên đó, đó là cái cái thể loại tiền mà các bạn đang sử dụng ở quốc gia các bạn ví dụ như mình đang ở ba lan thì mình đang sử dụng là à, tiền là PLN và mình muốn chuyển về việt nam thì việt nam nó sẽ là VND các bạn có thể click vào cái biểu tượng để chúng ta thay đổi ví dụ như bạn nào ở mỹ thì chúng ta sẽ chọn là đô la và các bạn nào ở canada các bạn chọn đô la canada ở nhật các bạn chọn tiền ở nhật vân vân đây mình đang ở ba lan thì mình sẽ chọn tiền ba lan để mình chuyển về việt nam Rồi. Cái tiền ở Việt Nam thì các bạn cũng có thể chuyển về thành tiền tiền đô hoặc là tiền bất kỳ một cái dạng tiền nào mà cái tài khoản ngân hàng ở Việt Nam của các bạn đang có. Cái tài khoản ngân hàng Việt Nam của các bạn đang có nhé. Ví dụ, mình làm ví dụ thôi, mình sẽ chuyển khoảng 1.000 rua, 1.000 rua về Việt Nam. Thì như thế này. Đó, nó sẽ có một cái tóm tắt tóm tắt cho các bạn ở trên màn hình nè khi chúng ta cần uh, chuyển 1.000 vua thì các bạn sẽ uh, có cái tiền phí là mình phải trả là 19,87 vua cho cái transfer wise và uh, số tiền thực chuyển sẽ là 980,13 vua và uh, cái tỷ giá hiện giờ là 6.113 đồng so với những cái ứng dụng chuyển tiền khác ví dụ như là Western Union hay MoneyGram thì cái thằng TransferWise này nó offer một cái tỷ giá rất là tốt cho người cho người chuyển tiền ok bây giờ thì mình uh, sẽ thấy được cái số tiền mà mình nhận được ở Việt Nam đó là 5 triệu 991 692 đồng và thời gian chuyển nhận được ở Việt Nam mình là khoảng 39 phút sau khi mình nhấn cái thao tác chuyển tiền này bây giờ mình sẽ nhấn continue để tiếp tục nè. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn chuyển tiền cho người nào, ví dụ các bạn chuyển cho cá nhân các bạn hay là chuyển tiền cho người khác, các bạn có thể thêm một cái tài khoản để các bạn à, nhận tiền ở Việt Nam đó, thì các bạn có thể thêm tài khoản cá nhân của mình hoặc là thêm tài khoản của người khác. Thì ví dụ như các bạn chọn thêm tài khoản của người khác thì các bạn sẽ cần phải điền cái gì? Thứ nhất các bạn sẽ phải điền cái địa chỉ email của cái người nhận nè. Thứ hai là các bạn phải đánh cái tên của cái người nhận, các bạn lưu ý nha, cái tên này phải chính xác tuyệt đối với cái tài khoản mà cái người nhận tiền ở Việt Nam. Ví dụ như là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B hay là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị C gì đó thì các bạn phải đánh đúng cái tên ở trên cái tài khoản ngân hàng của cái người nhận ở Việt Nam. Tiếp theo đó là cái nhà băng mà các bạn sẽ chuyển về. Ví dụ như là các bạn muốn chuyển về cho ACB thì các bạn đánh chữ ACB vô thì hoặc là các bạn đánh chữ Asia thì nó sẽ là Asia Commercial Bank đó. thì các bạn sẽ chọn nó các bạn thích chọn là Việt tin băng thì các bạn sẽ đánh chữ Việt tin băng vào thì nó sẽ gợi ý ha đó và cái account number account number là cái con số cái số tài khoản ngân hàng của cái người nhận tiền ở Việt Nam cái con số này cũng phải chính xác chính xác tuyệt đối nếu các bạn nhập cái thông số tên của người nhận sai hoặc là ngân hàng sai hoặc là số tài khoản của người nhận ở Việt Nam sai thì tiền các bạn sẽ không chuyển đi được sau khi các bạn làm xong hết rồi các bạn nhấn continue và nhấn sale lại thì các bạn quay về cái trang chủ các bạn sẽ thấy được một cái một cái tên người dùng. Ví dụ ở đây là mình có thêm một cái người dùng ở Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Thủy nè. Thì những lần chuyển tiền sau các bạn cứ chọn cái account mà mình đã thêm vào và chúng ta sẽ chuyển được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ click vào cái tài khoản này nha Cái tài khoản người nhận ở Việt Nam ấy. Rồi, đây là thông tin đơn giản của mình như thế này. Đó, mình sẽ có địa chỉ email là gì rồi chuyển vào ngân hàng nào số, số tiền là bao nhiêu số tài khoản là bao nhiêu Đó, rất đơn giản như thế được không ạ à? rồi bây giờ sau khi mình review xong hết mấy cái thông tin này mình đọc lại mình nhìn lại một lần nữa nếu các bạn muốn thay đổi thì các bạn nhấn vào nút cái chữ change màu xanh cái chữ change màu xanh dương ấy, để chúng ta thay đổi còn nếu như không có nhu cầu thay đổi thì các bạn cứ để ý như thế này và chúng ta sẽ nhấn vào cái nút màu xanh là cái dấu check góc bên tay phải. Tiếp theo các bạn sẽ nhập vào cái lý do là các bạn chuyển tiền là gì. À, vì nó chống cái việc là rửa tiền hay là này nọ đó các bạn. Nên chúng ta sẽ phải điền cái lý do chúng ta vào đây ví dụ như là mình gọi là chuyển tiền về cho gia đình nè. Chuyển tiền về cho gia đình, mình chọn là send money home to family ha Ok, mình chọn continue. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ có nhiều cái, uh, cái cách để chúng ta đưa tiền vào hệ thống để chúng ta chuyển thì mình sẽ sử dụng cái tài khoản visa của mình ở bên này. Cái tài cái cái tài khoản visa của mình ở bên này. À uh, debit card. Ok, các bạn thấy không ạ? Các bạn có thể thêm một cái tài khoản visa vào đây. Đây, ví dụ như mình chọn add Các bạn sẽ nhập cái cái số trên cái tài khoản thẻ Visa hoặc là um, Visa hoặc là thẻ Master đó các bạn, Mastercard chúng ta sẽ nhập con số vào đây, nhập ngày hết hạn, rồi nhập cái số CC, CV, CVC ở phía sau cái thẻ, rồi đây là các bạn có thể nhập cho nó một cái tên để các bạn ghi chú lại đó thì sau khi tạo xong các bạn nhấn sale các bạn sẽ có một cái biểu tượng giống như là mình đã làm phía bên trên đây nè mình có cái visa và cái số cuối visa của mình là 4386 nè các bạn thấy không ạ mình sẽ chọn vào cái thẻ visa này ok sau đó mình sẽ nhập cái con số CCV các bạn lưu ý nha cái tài khoản của cái thẻ visa và cái thẻ mastercard các bạn không được để lộ thông tin cho người khác biết sau khi các bạn nhập xong cái số CCV thì chúng ta sẽ nhấn vào nút pay rồi như vậy là đây nè các bạn sau khi chúng ta làm cái thao tác hồi nãy á, là chúng ta đã chuyển tiền xong á, thì các bạn có thể vào kiểm tra lại xem coi cái tiền chúng ta chuyển ra đi tới bước nào các bạn sẽ click vào cái cái cái, cái lịch sử ở trên màn hình đó đây các bạn thấy không ạ à? lúc nãy là mình chuyển 1.000 đúng không chuyển vào lúc 11 giờ 11 phút thì cái transfer quay họ đã nhận được tiền rồi thì bây giờ họ sẽ bắt đầu họ chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Thanh Thủy ở Việt Nam cái tài khoản mà mình chuyển về Việt Nam như thế này trong vòng khoảng 9 phút thì tiền nó sẽ tới Việt Nam các bạn nhé dự kiến là khoảng 11 giờ 52 phút ở Việt Nam là mình sẽ nhận được cái khoản tiền này. Ok, các bạn có thể thoát ra các bạn xem lại lịch sử những cái lần chuyển tiền trước đây của các bạn rất là dễ dàng thôi. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể comment phía bên dưới mình sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn. Và nếu các bạn um, thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh nhé. Các bạn nhớ cho mình một like và uh, hãy chia sẻ video clip này cho các bạn nào đó có nhu cầu chuyển tiền về việt nam cảm ơn các bạn rất là nhiều chào tạm biệt